Tiếp theo có tựa đề là Lạy Chúa Jesus, Dear Jesus, trước trong khúc cầu nguyện của nhà soạn nhạc Angelo Weber. Không có gì là quá khi gọi khi nói rằng Angelo Weber là ông hòa của thể loại nhạc kịch với những tác phẩm vẫn vô cùng được yêu thích đến nay như Bóng Ma Nhà Hát, The Phantom of the Opera, Mel, Cats, Evita. Trong thể loại cổ điển, tuy Lloyd Webber chỉ có một ít sáng tác, nhưng ông vẫn để lại một dấu ấn đặc biệt với lễ cầu hồn. Wicked, tác phẩm đem lại cho ông giải Grammy cho sáng tác cổ điển đương đại xuất sắc nhất năm 1985. Trên như Lạy Chúa Jesus của lễ cầu hồn này đã trở thành một tác phẩm độc lập nhờ sự pha trộn tài nghệ giữa chất nhạc nhẹ của nhạc kịch, tính trang nghiêm của nhạc cổ điển và sự an ủi của thiên chúa giáo. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Pháp Sylvie Brunot là tác giả giáo hoàng ca của Vatican, cũng như là người chuyển thể opera thành công nhất cho hai tác phẩm văn chương kinh điển Faust và Romeo and Juliet. Thế nhưng tác phẩm nổi tiếng nhất và đi vào đời sống của Brunot chính là Ave Maria, một lời cầu nguyện nhỏ nhắn và chân thành. Xuất phát của Ave Maria chỉ đơn giản là một khoảnh khắc ứng tá của Brunot dựa trên khúc dạo đầu số 1 trong tập 1 của Bình Quân Lục do Trần Bắc sáng tác, một tác phẩm vô cùng quen thuộc với tất cả các sinh viên piano. Phút lập của Brunot được cha vợ của ông chú ý và ghi lại, nhờ đó những giai điệu tha thiết dịu dàng của Ave Maria đã trở thành một tác phẩm kinh điển trên thế giới. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức hai tác phẩm trên dưới sự trình bày của soprano Phạm Lâm Nguyễn Hồng và phần đệm đàn của pianist Đặng Chí Dũng.